xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và sau đây là bản tin. Ngây ngất trước cảnh hôn đầu tiên của Kang Tae-ho và Nhã Phương. Cảnh hôn lãng mạn đầu tiên của Kang Tae-ho và Nhã Phương trong tuổi thanh xuân ai đã chính thức được hé lộ. Ngày 15 tháng 6, nam diễn viên Kang Tae-ho đã cùng đoàn phim Tuổi Thanh Xuân 2 di chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam để thực hiện những phân đoạn còn lại. Những khoảnh khắc hài hước đáng yêu của Kang Tae-ho bên các bạn diễn đã được fan nhanh tay chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Hậu trường cảnh hôn đầu tiên của Kang Tae-ho và Nhã Phương trong Tuổi Thanh Xuân 2. Cảnh hôn ở phần 2 hứa hẹn sẽ lãng mạn không kém cảnh hôn trong phần 1 Tuổi Thanh Xuân. Trước khi đến Việt Nam, đoàn phim Tuổi Thanh Xuân 2 có thực hiện cảnh quay Kang Tae-ho và Nhã Phương hôn nhau đắm đuối. Một vài hình ảnh hậu trường của phân đoạn được mong đợi bậc nhất này đã bị rò rỉ. Sau bao sóng gió mà Kang Tae-ho và Nhã Phương đã chịu đựng phần đầu, cảnh quay thân mật khiến các fan hào hứng đến mức đứng ngồi không yên. Đây cũng là hình ảnh tình tứ duy nhất được hé lộ từ khi Tuổi Thanh Xuân khai máy cho đến nay. Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, bối cảnh chính của Tuổi Thanh Xuân 2 sẽ là thủ đô Hà Nội và thành phố biển Đà Nẵng. Đây cũng là hai địa điểm để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ của cặp đôi chính. Linh Nhã Phương và Junsu Kang Tae-ho trong phần 1. Tuổi Thanh Xuân 2 có nội dung tiếp nối phần 1, xoay quanh mối tình nhiều cay đắng của Linh và Junsu. Ở phần này, tình địch lớn nhất của Junsu là Khánh, Hồng Đăng sẽ không xuất hiện nữa. Thay vào đó, Junsu sẽ được một cô gái tài sắc vẹn toàn theo đuổi. Linh từ chỗ được theo đuổi, nay sẽ phải lao vào cuộc chiến giành giật tình yêu của Junsu. Tuổi Thanh Xuân 2 dự kiến sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào tháng 10 năm 2016. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.